tiếp thêm đại chiến ở vòng 28 ngoại Anh. Erling Haaland đáp trả phát biểu của trên Alexander Arnold rằng cho rằng những danh hiệu mà Liverpool giành được có ý nghĩa hơn nhiều so với Man City. Nếu Alexander Arnold muốn nói điều gì đó thì được thôi. Tôi mới chỉ ở đây một năm và đã giành được quán bar. Đó là cảm giác tuyệt vời. Tôi không nghĩ Alexander Arnold biết chính xác cảm giác này. Liverpool hay có thể nói bao nhiêu tùy thích. Tôi không biết tại sao anh ấy lại làm vậy. Nhưng tôi không bận tâm. Chỉ một câu nói, Haaland khiến cho các fan của Man City phát cuồng. Họ khẳng định nếu tiền đạo người nào ý sau này có ý định giải nghệ, anh nên cân nhắc làm rapper vì tung ra quả phạt với độ sát thương quá nặng. Nhìn chung Man City là đội bóng có hình ảnh đẹp. Các cầu thủ của họ khá lành tính, chứ ít khi chém gió trên mạng xã hội. Nhưng thời buổi ngày nay, khi giới truyền thông cực kỳ chú ý đến các phát ngôn, bất cứ câu lạc bộ nào cũng cần một cầu thủ dám tung ra những lời nói có gang thép như Haaland. Anh sẽ là mẫu thủ lĩnh mà Man City cần ở các buổi họp báo hay những khi đồng đội cần được bảo vệ. Nhưng tất nhiên, cổ động viên của Man City trân trọng Haaland không chỉ nhờ vào cái mỏ hỗn của anh. Mùa giải này, tiền đạo người nào ý rất biết cách trừng phạt mọi đối thủ mà đội chủ sân Etihad đụng độ. Sau quãng thời gian tương đối khó khăn vì chấn thương, Haaland đã đánh mất phong độ. 9 trận liên tiếp anh chỉ ghi được 3 bàn, một hiệu suất thấp hiếm hoi trong sự nghiệp của tiền đạo người Na Uy. Nhưng có vẻ như màn hủy diệt Luton đã kích hoạt lại cỗ máy hủy diệt. 3 trận gần nhất, Haaland nổ tới 8 lần. Hiện tại, Haaland đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Champions League lẫn Premier League. Trong trận đấu với Copenhagen vừa qua, anh nổ súng 1 lần, sánh ngang cùng với Harry Kane và Kylian Mbappe. Cả 3 cầu thủ trên đều đang có 6 bàn thắng tại giải đấu. Nhưng ở giải quốc nội, Haaland là vô đối. Dù nghỉ thi đấu khá nhiều vì chấn thương, nhưng cựu cầu thủ Dortmund vẫn tạo ra cách biệt 2 bàn so với người đứng đầu là Ollie Watkins. Hiện Haaland có 18 pha lập công ở Premier League. Nếu là mùa trước, Liverpool có thể sẽ lép vế Man City ở cuộc chiến được gọi là siêu kinh điển thế hệ mới khi The Citizen có Haaland quá lợi hại. Nhưng ở trận đấu này sẽ không còn sự chênh lệch nữa, bởi The Kop đang có sự thăng hoa tột đỉnh mang tên Nunes. Khi Liverpool buộc phải trả 100 triệu euro cho Benfica, gồm 75 triệu trả ngay, 25 triệu trả sau, rất nhiều người so sánh Darwin Nunes với thương vụ Erling Haaland của Man City. Haaland không ngừng ghi bàn cho hệ thống chiến thuật đa dạng mà Pep Guardiola triển khai. Ngược lại, áp lực khiến cho Nunes gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với Liverpool nói riêng, Premier League nói chung. Nunes chỉ ghi được 15 bàn thắng trong mùa đầu tiên thi đấu tại Anfield. Thành tích khiêm tốn 9 bàn trên sân chơi Premier League là một trong những nguyên nhân khiến The Kop chỉ xếp hạng 5 mùa trước và không được dự Champions League. Có nhiều phân tích về chân sút người Uruguay trong bộ phận quản lý của Liverpool. Dựa trên Big Data mà đội bóng thành phố cảng nước Anh thuộc nhóm các câu lạc bộ đi tiền phong ở châu Âu. Các cổ động viên Liverpool hoài nghi về năng lực và giá trị của Nunes, nhất là khi chứng kiến những kỷ lục mà Haaland ghi được rồi giành cúp ăn bà với Man City. Nunes trở thành một trong những cầu thủ được sử dụng nhiều nhất trong các ý tưởng meme hài hước trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, từ Anfield, người ta cũng chỉ ra Nunes là sai lầm của Jurgen Klopp giữa những di sản đặc biệt mà ông đã để lại cho đội bóng. Trong mùa giải thứ hai với bóng đá xứ sở sương mù, Nunes cũng như Klopp đang chứng minh cho các nhận định về anh là sai lầm. Tiền đạo 24 tuổi lột xác trong khoảng thời gian gần đây, mang về những giá trị quan trọng. Cho đến nay, sau 39 trận chính thức, Nunes đã vượt qua thành tích của chính anh, 16 bàn trên mọi mặt trận, 10 ở ngoại Anh. Liverpool đã chinh phục League Cup, đồng thời có tham vọng chinh phục 3 danh hiệu khác trong mùa giải cuối cùng của Klopp. Họ đang dẫn đầu ngoại Anh, nắm chắc vé vào tứ kết Europa League, gặp MU ở tứ kết FA Cup. Dấu ấn của Nunes là rất lớn. Cùng với 16 bàn thắng cho đến nay, anh dẫn đầu toàn đội khi thực hiện 11 pha kiến tạo. Nunes cùng Luis Diaz và Diogo Jota là 3 cầu thủ Liverpool đã ghi bàn trên mọi đấu trường mùa này. Anh có 1 bàn ở League Cup và 4 pha lập công khác trên sân chơi châu lục. Klopp khen ngợi Nunes hơn cả một tiền đạo. Anh không chỉ ghi bàn mà tham gia rất tích cực vào lối chơi tập thể, lùi xuống rất thấp để tranh chấp và triển khai bóng. Tầm hoạt động rộng của cựu tiền đạo Benfica giúp các đồng đội khác có khoảng trống để dứt điểm. Liverpool là đội duy nhất trong số 5 giải đấu hàng đầu châu có 5 cầu thủ khác nhau ghi nhiều hơn 10 bàn thắng trên mọi mặt trận. Đây là sự độc đáo của Klopp, cũng nói rõ những phẩm chất đặc biệt của từng người. Tinh thần chiến đấu của Nunes cũng rất tuyệt vời. Anh không hề sụp đổ sau những áp lực và chê bai vì phong độ thiếu ổn định trong mùa đầu tiên. Càng cổ động viên vùng Merseyside không quên được khoảnh khắc Darwin Nunes vào sân tại băng ghế dự bị và ghi cú đúp vào lưới chủ nhà Newcastle, giúp Liverpool thắng 2-1 khi dẫn trước đến phút thứ 81. Đây là bàn thắng ở phút thứ 90+9, định đoạt chiến thắng trên sân Nottingham Forest. Việc Liverpool đang dẫn đầu bảng với một điểm nhiều hơn Man City có đóng góp rất lớn từ Nunes. Hiện tại nếu so sánh trực diện thì Haaland vẫn đang trội hơn Nunes. Tiền đạo của Jacob chơi nhiều hơn đồng nghiệp tại Man City 3 trận.
song hiệu suất thì Nunes tốt hơn hẳn. Tỷ lệ chuyển đổi của Haaland là 24,32% so với 14,49% của Nunes. Tỷ lệ sút chính xác khung thành của Haaland là 58,11%, cũng ấn tượng hơn Nunes, chỉ 52,17%. Haaland còn vượt hơn ở những chỉ số quan trọng như tỷ lệ chuyền bóng chính xác, tỷ lệ qua người thành công, tỷ lệ tranh chấp trên không thành công. Khá hài hước là Nunes lại hơn Haaland ở khoản bị thổi việt vị và tần số đánh mất bóng. Nunes đã tiến bộ hơn nhiều, nhưng nói gì thì nói, Haaland vẫn trội hơn ở sự ổn định. Đâu phải tự nhiên mà anh được gọi là số 9 hay nhất thế giới. Cái khác biệt của Haaland là anh rất ít khi phung phí những cơ hội đối mặt 1-1. Đây là điều mà Nunes cần phải học hỏi rất nhiều. Mặc dù vậy, Nunes là người đang có sự tự tin cao độ. Không những ghi nhiều bàn, mà Nunes thường xuyên lên tiếng ở những khoảnh khắc khốn cùng nhất của Liverpool năm nay. Cú đúp trong vòng 13 phút giúp 10 người của The Kop thắng ngược Newcastle trên sân khách. Cú đúp kiến tạo giúp Liverpool thắng Fulham tại bán kết lượt đi Carabao Cup. Bàn thắng quý như vàng ở phút 90+9 vào lưới Nottingham Forest. Mới nhất, Nunes kết liễu Sparta Prague ngay trong hiệp 1 bằng hai cú vùng chân rất đẹp mắt. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng của Sparta Prague, Brian Priske, tỏ ra ngán ngẩm khi nhắc tới tiền đạo người Uruguay. Ông nói: "Darwin Nunes đã thể hiện những phẩm chất đáng kinh ngạc. Đó là lý do tại sao Darwin Nunes đang chơi trong một trong những câu lạc bộ tốt nhất thế giới. Họ sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng tương tự trong đội hình. Điều này chúng tôi phải tôn trọng. Họ đã tấn công chúng tôi với toàn bộ lực lượng và coi trọng trận đấu với chúng tôi. Họ dồn hết sức lực vào đó, thể hiện được sự tôn trọng với chúng tôi." Từ chiếc bóng qua đầu thủ môn đến sút xa hay vô lê một chạm, Nunes đang cực kỳ thăng hoa. Đẳng cấp của hai trung phong cắm là điều mà Liverpool lẫn Man City rất cần cho màn đối đầu trực tiếp này. Với Nunes, không nhất thiết phải là bàn thắng, mà có thể là tình huống bứt tốc hay tạo cơ hội. Còn Haaland là màn đọ sức 1-1 với Van Dijk. Ở thời điểm hiện tại, Nunes đã có thể trở thành niềm hy vọng của Liverpool. Và đây là cơ hội vàng để anh thách thức Erling Haaland.